những mối tình xuyên biên giới qua mạng ảo, nhưng đằng sau lại là một cái bẫy hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ mất hàng tỷ đồng. Mình hoàn toàn nghĩ rằng là người ta đang rất là tốt với mình, người ta đang thực sự là có tình cảm với mình, người ta đang dìu dắt mình, chỉ có phát hiện ra vấn đề khi mà không thể rút tiền ra được thôi. Để rồi hậu quả không chỉ dừng lại ở việc mất tình, mất tiền. Chúng tống tiền mình, chúng bảo bê phải gửi cho chúng 2 tỷ và 100 nghìn đô thì chúng sẽ không nói cho ai. Trước các thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao, nếu không cẩn thận, ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Và thưa quý vị, thủ đoạn người nước ngoài lừa tình lừa tiền của những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin qua mạng xã hội không phải là mới. Mặc dù vậy thì vẫn ngày càng có thêm nhiều nạn nhân bị lừa, bởi vì các đối tượng cũng đã có thêm nhiều chiêu thức và thủ đoạn tinh vi, đa dạng để bắt kịp với thời đại. Thời điểm dịch Covid-19, khi mà mọi người có thời gian để lên mạng nhiều hơn, thì như vậy cũng có nhiều hơn cơ hội để kết bạn và nói chuyện với người lạ, đồng thời thì cũng tăng nguy cơ bị trục lợi và lừa đảo, như một vài trường hợp mà chúng tôi đã ghi nhận trong thời gian vừa qua. 13 quý bà bị lừa tình, mất 20 tỷ đồng. Bị bạn trai Tây quen qua mạng lừa 1,5 tỷ đồng. Nhiều phụ nữ cũng sập bẫy của người tình ngoại quốc, bị lừa hàng chục tỷ đồng. Kịch bản chung là các đối tượng sẽ giả danh là doanh nhân, quân nhân người nước ngoài, làm quen với phụ nữ Việt Nam. Sau đó thì dụ dỗ rằng là muốn tặng quà, tiền vàng, lôi kéo đầu tư hoặc là nhờ bạn gái giữ giúp. Thế nhưng đề nghị những cô gái này lại phải đóng phí để nhận hàng. Phương thức mới hơn là nạn nhân tự chuyển tiền vào các sàn điện tử giả, nhưng thực chất lại là chuyển vào ví của những đối tượng lừa đảo. Hậu quả để lại là nhiều người phụ nữ rơi vào cảnh nợ nần, đau khổ tới trầm cảm, thậm chí là muốn tự tử. Qua các mạng xã hội, ứng dụng trò chuyện như là Facebook, Instagram, Skype hay là các ứng dụng hẹn hò như là Tinder, các đối tượng người nước ngoài sẽ kết bạn và làm quen, tán tỉnh các cô gái theo cách là rất hiểu tâm lý của phụ nữ. Một bức tranh hoàn hảo về tương lai sẽ được những đối tượng này vẽ lên. Thế nhưng đằng sau những mối quan hệ mà tưởng chừng là mối tình xuyên biên giới đầy lãng mạn, lại là chiêu trò lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tội phạm công nghệ cao. Và nếu như tỉnh táo thì coi như là bạn chỉ bị lừa tình, còn nếu không đủ tỉnh táo thì bạn sẽ bị lừa cả tình lẫn tiền. Cách đây một tháng, bạn của cô gái này đã quen một người đàn ông qua Skype, tự xưng là lính Mỹ tại Syria. Vì môi trường đặc biệt nên cũng chỉ gọi video được một lần, thậm chí còn tín hiệu kém. Thế nhưng sau một thời gian nhắn tin, giữa hai người cũng có nảy sinh tình cảm. Mỗi một ngày thì anh sẽ gửi một bức thư rất là dài qua cái Gmail để thể hiện cái tình cảm. Và sau hơn 20 ngày nói chuyện thì thực sự đã lấy được lòng tin của bạn mình. Thì anh ấy có nói là anh ấy gửi một cái khối tài sản ấy và muốn xây dựng một cuộc sống mới ở Việt Nam. Có hẳn một cái công ty vận chuyển cũng gửi Gmail cho bạn mình xác nhận là sẽ nhận được một điều kiện. Nhưng mà sau đấy một tuần thì lại gửi lại một cái Gmail khác, đó là trong cái kiện hàng đó thì có vàng và tiền và yêu cầu bạn mình là phải chuyển hơn 2.000 euro để có thể là lấy được cái kiện hàng ấy ra. Ban đầu mình nghe cái câu chuyện này thì mình cũng đã cảm thấy nghi ngờ rồi, bởi vì là cái mô típ lừa đảo này trên mạng được cảnh báo khá là nhiều ấy. Thứ nhất là cái tình tiết là làm trong quân đội Mỹ, thứ hai là họ lại muốn là gửi cho mình một kiện hàng. May mắn là bạn mình đã đủ tỉnh táo để có thể là không chuyển tiền cho họ. Nhìn vào thông báo của công ty vận chuyển này đã thấy thiếu logic về mặt địa lý khi hàng được chuyển từ Syria sang Việt Nam mà lại quá cảnh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và thực tế, tiền và vàng là những hàng hóa đặc biệt không được phép gửi bằng các bưu kiện qua việc vận chuyển thông thường. Nếu may mắn là bạn của cô gái trên đã không chuyển tiền vì những kịch bản gửi quà đã cũ, thì nhiều nạn nhân khác đã vô tình rơi vào một ma trận mới với thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng. Bạn ấy thì tự xưng là với một cái tên Trung Quốc, hiện đang sinh sống ở Trung Quốc và là cũng là người rất là có địa vị, là giám đốc một nhà máy điện. Trong suốt cái thời gian mà trao đổi chia sẻ với mình trong gần 3 tháng trời thì hoàn toàn chỉ là những cái câu chuyện rất là bình thường. Bắt đầu đến thời điểm mà khi đã thực sự là rất thân và tin tưởng với nhau thì bắt đầu mới có cái ý định là rủ mình để cùng đầu tư, để tăng thu nhập, để lo cho các con. Thế và cái thời gian mà người ta lôi kéo mình cũng phải kéo dài đến 2 tháng trời. Ở đây bạn chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn thôi, dẫn dắt mình vào việc là mình sử dụng các cái ứng dụng về mua bán tiền ảo rất là nổi tiếng hiện nay của Binance. Thì những cái lần đầu tư ban đầu, những cái số lượng tiền thấp ấy thì sẽ chẳng có vấn đề gì việc bạn rút ra rút vào, chỉ có phát hiện ra vấn đề khi mà không thể rút tiền ra được thôi. Nghĩa là khi đã dốc sạch ví của mình vào để đầu tư rồi. Cũng theo nạn nhân này, một nhóm những người bị hại khoảng hơn 40 người đã kết nối với nhau để trình đơn lên cơ quan công an. Và tổng số tiền bị lừa lên đến hàng chục tỷ đồng.
thực sự về sau khi mà mình tìm hiểu và cũng suy ngẫm lại thì nghĩa là họ cũng là những người được đào tạo rất bài bản, thậm chí là cũng đã có những cái đào tạo về tâm lý, những phụ nữ mà kiểu độc thân, cô đơn, có những cái vấn đề về tình cảm. Mình như là rơi vào một cái ma trận ấy mà mình không còn tỉnh táo nữa. Vâng, với một kế hoạch hoàn hảo và kiên trì thì các đối tượng đã khiến cho những người phụ nữ có tình cảm với mình để họ hành động theo cảm xúc chứ không phải là lý trí nữa. Tiền mất, tình đã tan rồi. Thế nhưng đáng buồn hơn là nhiều người phụ nữ lại còn bị các đối tượng này quay ngược lại để đe dọa và tống tiền. Mặc dù là người có hiểu biết về các sàn điện tử, thế nhưng cô gái này vẫn bị mất gần 100 triệu đồng khi nghe bạn trai qua mạng lôi kéo đầu tư vào một sàn ảo giả mạo có tên là Upbit. Mình là người có hiểu biết nhất định về công nghệ nên là mình biết là cái sàn này nó không ổn. Nhưng mà lúc đấy thì mình lại cực kỳ tin cái người bạn của mình. Mình cũng rất cương quyết, mình bảo là bây giờ anh phải chuyển tiền sang cái sàn của em chơi là sàn chính thống và em đã có cái kiểm định với nó rồi thì mình mới chơi. Với mình đã quá mệt trong những cái cuộc cãi nhau này rồi. Thế cho nên là mình lại chuyển lại và nó đánh cho mình một lệnh cháy margin. Chưa dừng lại ở việc bị lừa mất tiền, cô gái này còn bị đe dọa tống tiền bởi các đối tượng biết khả năng về kinh tế và hoàn cảnh sống của nạn nhân. Đó cũng là lý do các đối tượng thường tiếp cận những người phụ nữ có học thức, có kinh tế, có mối quan hệ rộng để giăng bẫy. Bảo là bây giờ có muốn tất cả người quen biết là chuyện này đã xảy ra với mình hay không? Thì chúng tống tiền mình, chúng bảo B phải gửi cho chúng 2 tỷ là 100.000 đô. Còn lập các nick khác để vào nhắn tin đeo bám mình để kiểu như là dọa. Sau khi mà nhắm được những cái người như mình ý thì họ sẽ tìm những cái người kiểu gần cái vòng xã hội của mình để mà họ nhắm đến, nói chung rất là nguy hiểm. Nghiêm trọng hơn, nhiều nạn nhân còn bị bạn trai qua mạng dùng chính hình ảnh nhạy cảm của mình để gửi tống tiền. Dựa vào điểm yếu của phụ nữ, rất nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó lường đã được các đối tượng sử dụng để chiếm đoạt tài sản. Người ta sẽ đặt ra những cái giá trị lợi ảo lớn và để cho nạn nhân chi phí những cái khoản thiệt hại nhỏ. Trước đây khi xử lý tội lừa đảo hay tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong cái loại hình giao dịch này là khó. Thì bây giờ cơ quan tiến hành tố tụng tại Việt Nam đã có một cái bước chuyển hướng rất rõ rệt khi sử dụng cái tội là sử dụng mạng công nghệ máy tính để nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Và tội này thì hoàn toàn đầy đủ phù hợp với các hành vi chúng ta vừa nói và nó phù hợp với cái gọi là cấu thành tội phạm mà khoa học pháp lý đã đề đặt ra. Ngày 5 tháng 4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng, trong đó thì có 3 người nước ngoài để điều tra để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là các đối tượng chuyên sử dụng mạng xã hội để làm quen với phụ nữ, rồi yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản để chiếm đoạt số tiền tới hàng tỷ đồng. Trong số các vụ việc mà nạn nhân trình báo với cơ quan công an thì có một trường hợp nữ 34 tuổi ở huyện Trảng Bom bị chiếm đoạt số tiền tới 13,6 tỷ đồng và một người phụ nữ 44 tuổi ở thành phố Biên Hòa bị chiếm đoạt số tiền hơn 11,2 tỷ đồng. Tiếp đến thì ngày 21 tháng 5, sự nhanh trí của một nhân viên ngân hàng đã giúp cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt được 2 đối tượng trong nhóm 5 người chuyên lừa tình lừa tiền của phụ nữ qua mạng. Đột xuất kiểm tra phòng trọ của một đối tượng thì lực lượng công an đã thu giữ 400 giấy chứng minh nhân dân, 44 giấy phép lái xe và 80 thẻ ATM. Và đó chỉ là 2 trong số rất nhiều đường dây lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của phụ nữ qua mạng đang hoạt động tại Việt Nam. Trước xu hướng gia tăng của các thủ đoạn lừa đảo và chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra chỉ thị số 21 về việc tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vừa đẩy mạnh việc tuyên truyền, vừa phải quyết liệt trong việc là triệt phá các ổ nhóm tội phạm là nhiệm vụ đặt ra cho các cơ quan chức năng. Và tất nhiên thì trước tiên, mỗi công dân đều phải tự biết bảo vệ bản thân khỏi nạn lừa đảo. Xác định đây là loại tội phạm mới gây nguy hiểm cho xã hội, Bộ Công an và các bộ ngành có liên quan đã xây dựng kế hoạch đi từ hoạt động tuyên truyền phòng ngừa đến hoạt động tổ chức điều tra. Các cơ quan chức năng của Bộ Công an đã thường xuyên trao đổi phối hợp thông tin và tổ chức các công tác nắm tình hình, tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm và tổ chức điều tra, tập trung tổ chức điều tra. Qua thực tế điều tra thì thấy là có một số khó khăn vướng mắc. Chỉ các đối tượng mà thứ yếu ở Việt Nam thì mới ở Việt Nam, còn lại là các đối tượng chủ mưu và đối tượng thừa hưởng cái số tiền chiếm đoạt được sau cùng thì đều được luân chuyển hết ra cho các đối tượng nước ngoài, do đó vừa khó khăn trong công tác điều tra bắt giữ đối tượng, vừa khó khăn trong việc là tổ chức thu hồi tài sản đã bị thiệt hại. Việc lên tiếng của mỗi nạn nhân nhằm mong muốn những người có tội sẽ bị xử lý đúng người đúng tội, chứ không dám hy vọng sẽ lấy lại được toàn bộ số tiền đã bị mất. Chính vì vậy,
mỗi người cần phải chủ động bảo vệ bản thân khi giao tiếp với người lạ qua mạng. Bởi các giấy tờ chứng minh, thậm chí là cuộc gọi video đều có thể làm giả. Đặc biệt là liên quan đến việc chuyển tiền hay đầu tư thì đều có thể là dấu hiệu của việc lừa đảo. Với những người lạ trên mạng thì chúng ta không bao giờ được cung cấp các thông tin cá nhân, các thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như là mật khẩu hay là các cái hình ảnh liên quan đến chứng minh thư, hộ chiếu, địa chỉ. Những người gửi cho chúng ta những đường link để kích vào và sau đó dụ chúng ta đăng nhập vào những tài khoản liên quan đến ngân hàng hay là các trang đăng nhập về mạng xã hội thì cần phải hết sức lưu ý, vì đó có thể là những cái website lừa đảo. Thậm chí là khi họ gửi chúng ta những cái file để yêu cầu chúng ta mở ra, tốt nhất là không nên mở những file lạ đó ra, bởi hoàn toàn có thể có những cái mã độc, và khi chúng ta bị lừa kích hoạt thì nó sẽ kiểm soát máy tính của chúng ta hay là điện thoại của chúng ta. Tỉnh táo và cẩn trọng là những trạng thái mà người dùng phải luôn sẵn sàng khi giao tiếp trên mạng. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi chuyển tiền đi và hãy luôn biết rằng cuộc sống không dễ dàng như những gì mà người tình ảo vẽ ra.